Hải thượng lán ông Lê Hữu Trác, sinh năm Giáp Thìn 1724, mất năm Tân Hợi 1791, quê ở Hương Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, cuộc đời ông chủ yếu gắn bó vùng đất Hương Sơn, quê mẹ tại tỉnh Hà Tĩnh. Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp to lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam. Ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học xuất sắc trong lịch sử nước ta ở thế kỷ 18. Lê Hữu Trác đã để lại một sự nghiệp đồ sộ với các tác phẩm nổi tiếng như Thượng Kinh Ký Sự, Nữ Công Thắng Lãm, Bảo Thai Thần Hiệu Diễn Ca, Vệ Sinh Yếu Quyết. Đặc biệt, bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập chia thành 66 quyển, được coi là cuốn bách khoa toàn thư về Đông y, là cột mốc đánh dấu bước tiến mới, mở đường cho sự phát triển của y học cổ truyền Việt Nam. Lê Hữu Trác đã vươn tới đỉnh cao của nền y dược học cổ truyền, để lại tấm gương sáng về tài năng, đức độ của người thầy thuốc và một di sản vô giá về y học. Ở Hải Thượng lán ông Lê Hữu Trác, có thể thấy trong lĩnh vực hoạt động nào, ông cũng đều toát lên một nhân cách, trí tuệ và tâm hồn lớn. Ông là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động, học tập và sáng tạo, sống hết mình vì dân, vì người, vì nghĩa cả. Là một nhân vật lỗi lạc toàn diện, những tư tưởng cống hiến của đại danh y Lê Hữu Trác thực sự mang tầm quốc tế, xứng đáng sứ mệnh nêu gương và truyền cảm hứng cho nhân loại, sánh ngang với nhiều danh nhân trên thế giới. Toàn bộ trước tác và di sản đó của Hải Thượng Lãn Ông cho thấy ông có một hệ tư tưởng đúng đắn, tiến bộ với con lõi là vì con người, vì sự sống, vì vận mệnh của con người. Thì có thể nói đây là cái tư tưởng bao trùm khái quát nhất ở tất cả các lĩnh vực y học, triết học, sử học, văn học, giáo dục, vân vân. So decided. Việc UNESCO vinh danh danh y Hải Thượng Lán Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của cá nhân danh y với xã hội, nhất là tư tưởng nhân văn, sống vì mọi người và tinh thần học tập suốt đời là những giá trị mà tổ chức đang thúc đẩy. Nghị quyết được toàn thể thành viên của UNESCO thông qua là sự khẳng định rõ ràng nhất về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế. Hồ sơ đề cử của Việt Nam được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng các tiêu chuẩn tiêu chí do UNESCO đề ra, đặc biệt là phù hợp với lý tưởng và sứ mệnh của tổ chức trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa thông tin, truyền thông, góp phần thúc đẩy hòa bình, đối thoại văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Vâng, để cung cấp thêm cho quý vị những thông tin giá trị về đóng góp của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với Việt Nam và thế giới đã được ghi nhận hàng trăm năm qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh, trưởng phòng quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cũng xin được nói thêm rằng, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh cũng là thành viên của đoàn Việt Nam tham gia phiên họp toàn thể lần thứ 42 của Đại hội đồng UNESCO tại Cộng hòa Pháp, cùng chứng kiến thời khắc thiêng liêng mà Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO gõ búa thông qua nghị quyết quan trọng này. Trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh ạ, có mặt tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, tham gia cuộc họp lần thứ 42 Đại hội đồng UNESCO, ông có thể chia sẻ cái niềm vui, niềm vinh dự của đoàn Việt Nam vào thời khắc mà ngài Chủ tịch gõ búa thông qua nghị quyết danh sách 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024, trong đó có đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của chúng ta. Khi đọc đến Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng như cái giây phút mà bà Chủ tịch gõ búa thì toàn thể mọi người đều là rất vui mừng. Và khoảnh khắc cái lịch sử với chúng tôi thì có thể chỉ có một lần trong đời được chứng kiến cái khoảnh khắc này. Và nhiều người trong đó cũng là lần duy nhất trong đời được chứng kiến khoảnh khắc này. Và ai cũng rất vui mừng. UNESCO đặc biệt đánh giá cao hồ sơ của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tiến sĩ cho khán giả được biết về cái sự quan tâm của UNESCO ở đây là gì ạ? Thực ra thì UNESCO quan tâm đến rất nhiều vấn đề. Trong đó thì Lê Hữu Trác của chúng ta có hai vấn đề nổi lên. Đó, thứ nhất là vấn đề cứu người và vấn đề bình đẳng giới. Cùng với đó thì có một vấn đề nữa là cái vấn đề cái tầm ảnh hưởng
của Liên Hợp Trạc đối với quốc tế. Thì việc này thì UNESCO cũng đã thông qua và Liên Hợp Trạc cũng có cái tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới y học và giới khoa học quốc tế. Những giá trị mà đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thực hành cách đây gần 300 năm phù hợp với mục tiêu thúc đẩy của UNESCO hiện nay là gì ạ? Mục tiêu UNESCO thúc đẩy hiện nay đó là chính là học tập trọn đời và xây dựng một xã hội học tập. Thì Lê Hữu Trác ngay từ những năm 1760 thì ông đã tổ chức tập huấn cho các đội ngũ, các thầy thuộc trong nước để ông truyền bá những cái tư tưởng và những cái bài thuộc của ông đến với mọi cái thầy thuộc ở trong nước. Thì chứng tỏ là cái sự đi trước của ông rất lớn. Vì vậy cho nên là UNESCO cũng rất là hoan nghênh cái điều này và đánh giá cao cái vai trò và cái tư tưởng của Lê Hữu Trác, đó là truyền bá những cái vấn đề cái trí thức về chữa bệnh cứu người đối với lúc bây giờ. Nhắc đến Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nói tới một vị đại danh y với những đóng góp mang tính điển tàng cho y học nước nhà. Trong đó thì tác phẩm Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 66 quyển là bộ bách khoa toàn thư y học của thế kỷ 18. Ông có thể nói rõ hơn về điều này không ạ? Và có hay của cái Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, tức là ở phần đầu thì ông dùng gọi là ý huấn cách ngôn, tức là những cái lời nói quan trọng của vấn đề người thầy thuốc. Và phần sau cùng ấy thì ông lại dùng là châu ngọc cách ngôn. Phần đầu và phần cuối thì ông dùng để nhắc nhở và cách thức để chữa bệnh. Cùng với đó cái phần nội dung thì tất cả các cái bài thuộc mà từ người lớn đến trẻ em, từ người già đến người trẻ và phụ nữ thì tất cả đều đã được ông đề cập các bài thuộc ở trong cái Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh cho thấy những giá trị riêng có được tạo ra từ nền y học Việt Nam, một nền y học thuần Việt, thấm nhuần đạo đức và đầy tính nhân văn, nhân đạo, gắn liền kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với phong thổ và dược liệu Việt Nam nhưng vẫn mang ý nghĩa phổ quát toàn nhân loại. Giá trị y học của bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh như một từ điển, một cẩm nang về sử dụng thuốc nam. Bộ sách không chỉ là bao hàm lượng kiến thức y học về thuốc nam, thuốc bắc mà là kết hợp nhuần nhuyễn những kiến thức về tự nhiên xã hội, về triết học giữa y thuật, y đạo, y dược. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh có giá trị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Thì giá trị y học ấy là giá trị ở chỗ nào? Giá trị y học của cái bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh thể hiện trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn ứng dụng ở cả năm mũi: y đức, y lý, y thuật, dược và dưỡng sinh. Giá trị của trước tác của ông có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ và được chia sẻ rộng rãi trước hết là ở Trung Quốc và trong khu vực Đông Á và sang thời hiện đại bắt đầu cả châu Âu và phương Tây. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh là một di sản, một công trình mang tính tổng hợp, tính hệ thống chỉnh thể. Có thể tiếp cận Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh theo những hướng mới, đặc biệt là từ hướng nhân văn. Điều này sẽ giúp cho người nghiên cứu có thêm nhiều phát hiện khoa học sát đúng và toàn diện, đầy đủ hơn đối với Lê Hữu Trác và Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh được ông biên soạn trong suốt khoảng 30 năm, không chỉ đề cập bàn luận tới hầu hết các vấn đề của y học, đông y, mà còn đề cập tới những vấn đề trên các lĩnh vực khác như nhân học, văn hóa, tư tưởng. Xuất phát từ một con người rất là giỏi giang, rất là thông minh, ham học, ham hiểu biết như vậy. Và ông ấy đưa những cái kiến thức trong cuộc sống cũng như là kiến thức y học nó hòa quyện trong những cái tác phẩm của mình. Tôi cho đó là một cái điểm rất là độc đáo, rất là đặc biệt của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Với những đóng góp trên nhiều phương diện, đặc biệt lĩnh vực y học Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là vị danh y truyền cảm hứng cho các thế hệ thầy thuốc mà còn là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Nhiều cuốn sách của ông cũng đã được giới thiệu, tìm hiểu và nghiên cứu ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ. Điều này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng, giá trị và sự lan tỏa từ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và di sản ông để lại. Làm sao để cho nhân dân họ biết được cái giá trị của di sản Hải Thượng Lãn Ông, biết đến Hải Thượng Lãn Ông, từ đó tiếp thu được phương diện nào tốt, phương diện đấy. Ngay về ý đức, có phải ý đức của mọi thầy thuốc chúng ta hiện nay chuẩn đâu? Vừa rồi đồng tiền là làm hỏng bao nhiêu người rất tài giỏi,
Đấy, cho chỗ này càng phải hết sức là có cái cách để làm thế nào đó chúng ta học tập Hải Thượng Lãn đó. Thứ hai là về ý lý, thì tôi tin rằng là tôi xin lỗi, về ý lý chúng ta không phải mọi thời phục hiện nay đều vững vàng cơ sở lý luận của nghĩ, đặc biệt của ý dược cổ truyền. Và thứ ba là về y thuật, chắc chắn chúng ta cái này do đang phải có các biện pháp, các cái bệnh viện y học cổ truyền cũng như bộ cần phải có chương trình cụ thể. Như vậy, với việc UNESCO ra nghị quyết lần này, Việt Nam đã có 7 danh nhân được UNESCO vinh danh là danh nhân Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thi hào Nguyễn Du, nhà giáo Chu Văn An, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và đại danh y Lê Hữu Trác. Từ đây, càng góp phần quảng bá cho các mục tiêu phát triển mà UNESCO đang thúc đẩy, thêm khẳng định những giá trị của văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh ạ, không chỉ tạo ra nền tảng cho y học đất nhà mà tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự đã được dịch sang tiếng Pháp. Qua nghiên cứu và tham gia xây dựng hồ sơ thì tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về điều này ra sao? Rất may mắn là trong cái chuyện công tác tại Paris vừa rồi thì tôi đã được một người bạn Pháp tặng một cái cuốn về Thượng Kinh Ký Sự được dịch năm 1972 ra tiếng Pháp. Và do một cái tác giả người Việt Nam sinh sống tại Pháp làm luận án về tiến sĩ về Hải Thượng Lãn Đông, dịch là ông Nguyễn Trần Huân. Đến nay, cái tác phẩm này đã được dịch ra và đã được gửi đến nhiều thư viện của nước Pháp và đã được truyền bá các nước châu Âu. Hiện nay thì Bộ Hải Thượng Y Đông Tâm Linh, cuốn Thượng Kinh Ký Sự thì đã được các cái dịch giả của một số nước đã nghiên cứu. Thông qua y thuật, y đạo đã bộc lộ nên một nhân cách lớn vượt lên khỏi thời đại, dành trọn tâm huyết suốt cuộc đời bốc thuốc cứu người của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh? Tư tưởng gần gũi với nhân dân, với cuộc sống hàng ngày của ông là đã làm nên một Lê Hữu Trác đặc biệt của nền y học Việt Nam. Và cái tư tưởng của ông thể hiện ngay trong cái tác phẩm của ông. Trong cái Hải Thượng Y Tông Tâm Linh, ông đã viết là nếu cùng một lúc ấy, có nhiều người nhà của bệnh nhân đến tìm ấy, thăm bệnh ấy, thì nên tùy vào mức bệnh. Bệnh nào gấp thì đến trước, bệnh nào nhẹ thì đến sau. Không nên coi trọng kẻ giàu sang mà tìm đến trước, mà coi kẻ nghèo hèn là đến sau. Và tôi nghĩ rằng những cái tư tưởng của Lê Hữu Trác nó chính là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đó mới là làm nên một Lê Hữu Trác rất đặc biệt trong lịch sử chúng ta. Năm 2024 thì UNESCO và Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Kế hoạch về đại lễ này sẽ có những cái điểm nhấn nào thưa ông? Theo cam kết với UNESCO ấy, thì chúng ta có 3 hoạt động lớn. Thứ nhất là tổ chức một cái hội thảo quốc tế về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thứ hai là tổ chức một cái cuộc trưng bày về di sản văn hóa của Lê Hữu Trác tại trụ sở UNESCO. Và thứ ba là tổ chức một cái lễ kỷ niệm về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thì cùng với cái cam kết nêu trên thì hiện nay thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đang tham mưu với tỉnh một kế hoạch rõ ràng cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Lê Hữu Trác vào năm 2024. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh với những cái chia sẻ hết sức thú vị và sâu sắc về cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vừa được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.